Vâng, lần đầu tiên cho em xin được gửi lời chào đến tất cả mọi người đang có mặt ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Hồng Phúc và em đến từ bên Hải Đồng Nai. Hôm nay em sẽ trình bày một ca khúc của Hàn Quốc. Nếu mà ai mà là fan của K-pop 10 năm trước thì chắc chắn là sẽ biết bài này. Bài hát được mang tên là Fiction của nhóm nhạc Beast do chính em chuyển soạn.